Vâng, chào các bác lại quay trở lại với Sút Hoa Lộc. Hôm nay em test ba cái loa này gửi cho ba chú ở Hải Dương này cùng một đơn nhé. Nhờ cháu làm cái video này gửi cho ba chú ở Hải Dương, đồng thời là gửi tới anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền. Và cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới anh em. Chúc anh em có một sức khỏe dồi dào. Trước khi em đi vào chi tiết, ba em giam sông 898 này và em độ check đánh chim sẻ cho các chú, đánh chim di và đánh chim khuyên. Thì cháu và em xin chia sẻ cách thức mua hàng của bên em. Bên em là một kênh mua hàng online uy tín, luôn ship code COD đồng kiểm tận nhà cho các bác. Các bác trước khi nhận hàng được kiểm tra hàng và test hàng thoải mái nhé. Thì các bác nào mà đang xem video mà chưa có thì hãy liên hệ vào đầu số 0972111303 để liên hệ bên em sẽ gửi hàng cho các bác sớm nhất để các bác mang đi săn bẫy. Thì bây giờ không để các bác lại lâu, em đi vào chi tiết ba em US898 này luôn của hãng Samsung nhé. Đây, như các bạn biết chức năng chính của nó đây là Bluetooth, USB, thẻ nhớ và đặc biệt lại có cả radio. Mỗi khi đi đánh chim về các bác có thể cập nhật thời tiết ở đây các bác nhé, để cho xem hôm nay đi đánh chim có mưa nắng gì không. Đấy, bây giờ em đi vào chi tiết luôn. Thì xem em sẽ khui cái loa này ra, xem trong cái loa này có những cái gì nhé. Đây, em sẽ khui cái loa này xem trong loa có gì nè. Như trước mắt các bác đã thấy là một túi đeo loa màu dàn di, được một tráng một lớp bóng để tránh các bác đánh ở khu ẩm ướt nó không bị chập cháy loa các bác. Đây là lỗ thông tiếng của loa ra các bác nhé, rất xịn sò và nó cải tiến rất chi là nhiều rồi đấy. Và cái thứ hai là cái thân loa, một lát nữa anh em ta khám phá xong. Đây thì là một quả mic trợ giảng các bác nhé, hoặc là anh em nhà nào mà bán hàng tạp hóa hay là bán thiết bị điện thì là anh em sử dụng bằng cái này để đeo vào tai để nói cho khách hàng nghe rõ hơn nhé. Ok, thứ ba nó là không thể thiếu được, đó là một dây xà, dây đeo loa dự phòng. Đây là quả sạc và không thể thiếu được, đó là một cái điều khiển các bác nhé, một điều khiển và hai quả pin các bác nhé. Đây, hai quả pin các bác. Ok đấy, bên em sẽ gửi các bác full phụ kiện như thế. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho các bác hướng dẫn các bác một cách test loa và dùng loa và độ check chim sẻ nhé. Các bác chuẩn bị một cái tô vít bốn cạnh, rồi các bác tháo ra. Đây các bác chi tiết đây thì các bác đã biết là như em vừa giới thiệu rồi, đây là khe cắm USB nhé, thực tế nhé. Đây là khe cắm thẻ các bác, đây là đường sạc nhé. Đấy, đây các bác model này là ở chế độ FM này, chế độ Bluetooth này, chế độ MP3 này. Đấy là các bác ở đây các bác tùy chọn nhé. Ok, thì các bác đánh xa thì các bác kéo anten lên, kéo anten cả điều khiển nữa nhé. Đấy, để nó bắt tốt hơn nhé, điều khiển này từ 1 đến 200m các bác ạ. Ok, em sẽ đi vào tiếp độ của quả check này luôn. Đấy, một con rồi. Riêng cái độ chết này thì chỉ dành riêng con chim sẻ và khuyên các bác nhé. Đấy, bác mở nhẹ nhàng thôi nhé. Đây, em mở nhẹ nhàng cho các bác đây. Mở nhẹ nhàng ra đây. Đấy, đây các bác sẽ tháo dây này ra nhé. Ok, bác tháo nhẹ nhàng thôi nhé. Ok, bây giờ em sẽ cắm cái này vào. Các bác cắm, các bác yêu cầu là cái độ cái chép đôi nhé. Các bác cắm các bác để ý nhé, cắm vào cái khe này đúng dạy nhé, không là gãy đấy. Ok luôn. Đây, sẽ lắp tạm thời vào đây để em cho thẻ nhớ vào. Rồi, em sẽ bật lên test luôn cả cái điều khiển này luôn nhé. Đây các bác lắp vào như này nhé. Như này đang bật này các bác này. Đấy đang bật này. Các bác đang bật lây này.
Đấy các bác ạ. Đấy các bác thấy em vừa test ba thứ tiếng theo yêu cầu của ba chú, là ba con loa này là một một con độ chắc hai cái chắc đôi, còn hai cái loa kia là không độ. Đấy là ba chú đi đánh chung gửi ba chú ở Hải Dương. Đấy bây giờ em đã test âm thanh các bác rồi, các bác thấy sống động, nó là ba file chim, chim sẻ và chim di và chim khuyên các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video, bác nào chưa có thì các bác liên hệ ngay bên em để bên em sẽ ship cho các bác sớm nhất nhé. Còn cái này thì các bác sẽ quét một lấy cái kéo các bác nhé, các bác quét một chút ở đây hoặc ở bên sườn tùy theo các bác, để xong các bác đóng nó vào để cho nó khỏi bị đứt cái dây này các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video, chúc các bác một ngày làm việc hiệu quả nhé. Chúng em sẽ phép kết thúc video ở đây. Các bác nhà xem kênh thì thấy hay like, đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bạn bè các bác chưa biết đến kênh của shop, để shop được phục vụ các bác anh chị em nhiều hơn. Cảm ơn các bác.